Vô nè. Mấy ông ba dừng xíu. Ok, hôm nay mình sẽ reaction MV solo của Jenny. Jenny Kim. Cô Jenny Kim. Bam 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 bam. Đây, để mình vô coi nha. Bắt đầu nha, bắt đầu chưa? Mọi người sắp xếp vị trí chỗ ngồi đây. Coi Winmail reaction Jenny Kim này. Thì mình thấy cái thumbnail của MV là Jenny solo trên ngồi trên một cái chiếc xe có biển số xe là E334SUD. Cái biển số này là ở nước nào ta? Châu Âu nói chung. Ok, châu Âu nói chung. Not even a distance memory. Distance là khoảng cách đúng không ta? Distance chứ. Distance kiểu khoảng cách xa xôi gì nọ. Đúng rồi. Không chỉ là nỗi nhớ gì, cái gì kỷ niệm xa xôi. Cậu nghe sao sến vậy? Tiếng Anh nghe đúng chất luôn. Ra tiếng Việt đúng sến luôn. Không, mình coi nè. Mình lạng lại nhiều quá rồi. Mình vô nha, vô. Ủa tiếng đâu? À khúc đầu nó không có tiếng phải không? Phải liền. Ủa đẹp quá. Đẹp lộng lẫy chị ơi. À quên em ơi. Nhỏ hơn tôi mà. Gucci. Ít con chó. Ồ đẹp. Xinh quá à. Trời ơi, Jenny đúng cái kiểu mà gu Hàn Quốc luôn á. Các bạn hiểu không? Gu của Hàn Quốc á, nó không phải là... Nói chung là ai mà đẹp á, đẹp thật sự của nhóm này thì tôi thấy là Jisoo nha. Nhưng mà cái kiểu của Jenny là cái kiểu gu Hàn Quốc á, là đúng cái khuôn mặt mà chuẩn thuần phong mỹ tục của Hàn Quốc, là mặt tròn, mắt hí, môi hơi dày dày. Đấy, là cái kiểu của Hàn Quốc á. Ê, cái khúc kẻ mắt đậm này các bạn có thấy cái khúc kẻ mắt như vậy nhìn giống Soyeon của G-Idol. Người nhỏ xíu à. Trời ơi. Trời ơi, đúng là tuổi trẻ tài cao. Lùng như người ta lùng nhưng mà người ta có cái hay hơn. Trời ơi, tôi thích bộ này em nè. Trên hình á, đúng đẹp luôn. Như nàng thơ. Mặt giận dỗi nhìn kêu ha. Hết hồ bích dí, tôi tưởng lột đồ ấy bồ. Ai về là có cái bộ đồ bên trong. Tôi tưởng là Jenny bây giờ bạo đến cái mức độ mà lột luôn chứ. Trời ơi, ngầu. Cái khúc nó đẹp quá, cái khúc mà góc nghiêng á, đúng đẹp luôn. Trời ơi, coi cái mặt nó thần thái kìa. Trời, thần thái thì đối với Jenny là chuyện quá dễ dàng rồi. Đó, đây nè. Cái khuôn mặt này nè, cái khuôn mặt mà chuẩn của Hàn Quốc luôn nè. Các bạn có thấy các bạn có biết Yuna, cái người mà nghệ sĩ trượt băng nổi tiếng của Hàn Quốc luôn á, là cái khuôn mặt hao hao vậy luôn nè. Trời ơi đẹp, trời ơi, tôi rất là khoái mấy cảnh mà gió nó thổi. Kiểu mà mặt nhìn mơ mơ mộng sao mà gió thổi, hiểu không? Trời ơi, nó đẹp. Đẹp quá. Trời, coi cái áo kìa, nhìn cái áo là thấy đắt tiền rồi. Chân hơi ngắn. Khúc này quay chân hơi ngắn. Nhỏ xíu con à, dễ thương quá. Dễ thương quá. Đẹp quá. Đó, mặc cái bộ trắng thì nhìn tướng cao nè. Ê, có đôi giày giống tôi kìa. Mang đôi giày giống tôi kìa. Yay, tôi mang giày giống Jenny. Ý, đôi giày doctor kìa.
À khúc này, khúc này tôi có biết. Better Without You. Giờ đẹp quá. Trời ơi, đúng thích luôn á. Đúng thích luôn mấy bộ, đúng thích luôn. Biết bè, mấy bộ biết tại sao mà tôi nãy giờ tôi có thể nhẩm 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 được cái khúc điệp khúc của bài hát này không? Với lại tôi có thể nhảy theo được mấy cái khúc khúc cuối á. Tại vì hôm qua tôi nghe nói là hả cái đoạn cuối á có spoil cái vũ đạo, cái tôi vô clip cái tôi tua đó, đoạn cuối tôi tập được cái vũ đạo đó, tôi quay liền cho buổi tối đó. Còn nguyên cái clip thì để dành cho hôm nay tôi coi đúng không, để cho nó giữ nguyên cái cảm xúc mà lần đầu coi á. Đúng thích luôn á mấy bồ. Tôi đã nhảy cái bài đó rồi thì cái khúc cuối thôi, chỉ có khúc cuối thôi. Tôi có đăng lên fanpage Facebook á, Instagram nữa. Thank you. Now I'm going slow mo. Bitch, none in solo. I'm going solo, la 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 la. I'm going solo, la 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 la. À, đâu rồi? Có một cái chỗ trong MV tôi muốn nói đó là cái chỗ này nè. Nó giống cái lâu đài của Taylor Swift với mấy bạn. Các bạn có ai coi cái bài Blank Space đúng rồi. Blank Space. Tôi cảm thấy cái chỗ này giống cái y chang cái chỗ mà Taylor Swift. Ở đây có ai bạn nào mà thích Taylor Swift hoặc là có coi Taylor Swift không ta? Rồi, tôi vô tôi coi thử coi giống không, còn không giống thì thôi. Giống không ta? Chắc không phải đâu ha. Cái chỗ này nó khác mà đúng không? Ừ chắc nó khác á, không phải đâu. Chắc không phải đâu, chắc tôi lộn á. Chắc tôi lộn rồi. Chắc là cái biệt thự nào nó cũng to đâu, tôi thấy nó giống nhau. Cái số mình ở nhà nhỏ không à nên nó vậy hiểu không? Nhìn nhìn cái này tôi gợi nhớ đến cái lâu đài của Plan Space ghê. Đúng là kiểu mà công chúa của YG thì phải bỏ vô lâu đài á, kiểu vậy á. Trời đẹp quá, đẹp quá, đẹp quá, đẹp quá bà ơi bà. Trời ơi thiệt luôn á. Nhỏ hơn tôi mà tôi nhòm, tôi chỉ muốn là gọi là innie thôi. Quá đẹp. Cái bài nó cũng hay nữa, cái drop nó cực sang luôn mấy người thấy không? Đúng là cái nhạc này làm ra cho Jennie luôn á. Cái nhạc nó cực sang, cái kiểu mà quý tộc nhưng mà vẫn mà kiểu hơi trẻ trung một tí á. Trời tôi thích cái cảnh này ghê á, ở trời ơi nó đẹp mà. Phê quá. Đúng là ghen tị mà. Chanel à, đồ Chanel nè. Má ơi, cái MV này không biết nguyên một đống đồ này cộng lại là bao nhiêu tiền nữa. Now I'm going slow mo.